Xin chào mọi người và đặc biệt là các chị gái tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Đây là video clip mà em sẽ chia sẻ về tử vi của năm Canh Tý cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm Canh Tý đối với tuổi của các chị. Một trong những cái tuổi mà ở năm Kỷ Hợi này gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì bị trực thái tuế và năm xung mạng, cho nên là gặp khá nhiều rắc rối ở trong cả công việc mà đặc biệt là về phần tình cảm và gia đạo không được tốt đẹp. Cho nên là năm nay gần như là em nghe rất là nhiều cuộc điện thoại và trả lời tư vấn cũng như động viên các chị để có được cái năm gọi là vững tin, bước qua cái năm gọi là Tân Hợi, một trong những cái năm mà năm Kỷ Hợi, một trong những cái năm mà bị trực thái tuế, bị xung tuổi của mình, cho nên là người ta nói năm sinh tháng tuổi có gặp đủ thứ chuyện, và đặc biệt là nhất là vào những cái tháng như tháng 4 và tháng 10 ha. Người Tân Hợi thì em đã có nói rất là nhiều rồi, cái thiên tính rồi, bây giờ mình không có nói quá nó dông dài ở trong một cái video, mình chỉ chia sẻ vào mấu chốt là cái tử vi của năm Canh Tý nó sẽ ra sao đối với tụi mọi người. Thì thật sự mà nói là cái gì cũng vậy ha, mình cứ tưởng tượng đi, cái hình sin cuộc sống của mọi người thì em hay nói là nó là hình sin, nó sẽ đi lên và đi xuống rồi đi lên. Thì cái gì cũng vậy, đi xuống rồi nó phải từ từ đi lên, chứ không có xuống cái nhảy lên đây liền không được. Cho nên là mình vừa trải qua một cái năm trực thái tuế với đầy được những cái chuyện xui, thì năm kế tiếp chắc chắn là nó cũng sẽ vẫn còn cái trục chặt chút chắc, đặc biệt là nó cũng phải thể hiện cho đúng cái việc là phải lên từ từ chứ không thể nào tốt đẹp được. Tuy nhiên là nói chúc mừng các chị là một điều là dù sao đi nữa thì nó vẫn đỡ hơn cái năm này, năm Kỷ Hợi này khá nhiều. Tuy là nó không tốt nhưng mà dù gì đi nữa, xét về điểm số thì nếu mà chấm thang điểm thì em nghĩ là nó là một năm điểm trung bình, khoảng 4.5 cho tới 5, chứ không phải là 2-3 điểm như và cái năm Kỷ Hợi này mà các chị phải chịu qua, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ xem coi là nó ra sao. Thì nếu mà xem tử vi cho những người mà tuổi Tân Hợi nữ mạng ở trong năm 2020 thì sẽ phải tính những người sanh bắt đầu từ ngày 27 tháng 1 năm 1971 cho đến ngày 14 tháng 2 năm 1972. Những người sinh trong khoảng thời gian này là người chịu sự chi phối của cái mệnh Tân Hợi. Còn đó là sinh vào tháng nào, thí dụ như sinh đầu năm thì lại khác hơn một chút, giữa năm khác, cuối năm nó khác, nguyên con heo nó khác, chỉ có đầu con heo không nó khác, nguyên cái thân con chó, cái đầu con heo không thì nó khác, đúng không? Cái gì nó cũng có cái ấy, đó là phải ngày tháng năm sinh, thì mỗi người nó sẽ cho một cái biến số khác nhau. Rồi người là các chị thì cũng giống như người Canh Tuất, người Tân Hợi là mệnh thoa xiến kim, tức là vàng trang sức. Vàng này thì không mấy sợ lửa, tại vì phải có lửa mới trui rèn thành trang sức ha. Rồi mạng như vậy thì xét về chủ mạng, mạng kim gặp năm Canh Tý là năm thổ, như vậy là được tương sinh về bổn mạng, tốt cho về sức khỏe, chủ về một năm không có sợ cái sự nguy nan, sợ mất mạng giống như năm trực thái tuế này. Trực thái tuế này thì có khá nhiều, thậm chí là một số người rất là có quan có chức có quyền mà chết không biết lý do ha. Còn cho nên là năm sau mình có xui không có xui về bổn mạng, như em đã hay nói là cái gì chứ còn cái mạng là còn hết, chứ còn mất mạng là coi như mất hết, đúng không? Tốt về là cái chuyện bổn mạng, khi mà được tương sinh á, thì phúc tinh và tài tinh nó cũng sẽ được hưởng lợi, nó sẽ phát huy cái tác dụng tốt nhất của mình. Tuy nhiên là sao chủ của năm là sao Thổ Tú, thì sao Thổ Tú là một cái hung tinh xấu đem đến rối rắm và nặng tai. Em sẽ nói sơ về
cái thuộc tính của sao thổ tú. Sao thổ tú là một hung tinh hành thổ, thì nó thường mang tới xung khắc này, thị phi, cuộc sống có nhiều trở ngại do có kẻ dèm pha ném đá dấu tay, sinh ra những cái chuyện rầy rà kiện thưa. Năm trực thái tế này đem đến rất là nhiều cái hậu quả, coi chừng qua năm là người ta sẽ kiện thưa mình. Mọi sự trong cuộc sống thì đều không có tốt. Thật sự mà nói là năm nay mọi cái khởi tạo thì nó không có không thuận. Gia đạo tình cảm vẫn có cái chuyện bất hòa. Sao thổ tú thì là cái người làm chăn nuôi sẽ không tốt đẹp, làm ăn không mấy thuận lợi. Tuy nhiên đó là thuộc tính của cái sao thổ tú. Mà nếu như mà cái sao thổ tú này người nào mà gặp mệnh thủy, gặp nó là nó sẽ tác dụng y như vậy. Tuy nhiên là các chị là người mệnh kim, cho nên là thổ nó sinh kim, cái phần hung hại của cái sao thổ tú nó cũng giảm đi rất nhiều, giảm đi phải 50-60%, cho như là hy vọng nó giảm được 50% thôi, 40% thôi. Chứ mà nếu mà nó quất cái sao này mà hết cái công dụng nãy giờ mà em nói thì chắc là phê ha. Rồi, sao thổ tú sẽ đem đến nhiều hung hại nhất cho các chị là vào tháng 4 và tháng 10 năm nay. Cho nên là các chị cần cẩn thận cái sự hung hại của sao thổ tú. Rồi, hạn của năm là hạn hôn tiền. Hạn này là chủ xấu về mặt sức khỏe. Người gặp hạn hình tiền dễ bị bệnh tật nghiêm trọng, mưu cầu danh lợi thì sẽ gặp trục trặc vì cái sức khỏe của mình nó không cho phép. Cho nên là nhớ cẩn thận về mặt sức khỏe vì hạn của năm là hạn hình tiền. Vận niên là xà âm tỉnh. Người ta nói cái vận niên này là cái hình tượng con rắn bị nhốt ở trong một cái tỉnh, một trong cái giếng gì đó ha. Báo hiệu một năm là không thuận lợi về công việc, về trở ngại. Có thể nói là cái năm làm việc cũng không có kết quả mỹ mãn, phải kiên trì. Nên nhớ nè, có thể nói là cái vận thế, cái kinh tế của xã hội nó đi vào khó khăn, cho nên công việc của mình nó khó khăn, nó kéo theo cái này là vận niên. Cái vận niên của năm nay, năm Canh Tý là thường không tốt đẹp. Anh nhớ nè, mọi người mình có nghiên cứu thì mình thấy rằng là những năm như năm Hợi, năm Tý thì thường là làm ăn không có sung mãn, kinh tế nó không có được phát triển dồi dào, thậm chí là có quay đầu. Đặc biệt là suy thoái kinh tế thế giới thì thường rơi vào những năm như Mậu Tý nè, đúng không? Cho nên là coi chừng là năm nay rơi lại tiếp vào suy thoái kinh tế. Mà rơi vào suy thoái kinh tế thì đâu phải một mình khó khăn đâu, tất cả những người khác khó khăn thì mình nằm trong cái guồng quay của xã hội thì chắc chắn mình phải bị. Đó là như vậy. Thiên can thì tân gặp canh thì bình hòa thuận thành, không có việc gì cả, cho nên là công việc, cái chủ thiên can thì vẫn thường nói về công việc thì cũng không quá khó khăn, vẫn tiếp tục bước đều. Tân canh thì cùng thuộc kim, cho nên là không có tương sinh, không có tương hợp gì hết, chỉ là một năm bình thường về công việc, không quá khởi sắc, cũng không quá khó khăn giống như là năm trực thái tế, năm Kỷ Hợi này. Địa chi Hợi Tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cả Hợi và Tý đều thủy hết, cho nên là ok, tốt. Đó là sơ khởi về cái phần tử vi của năm Canh Tý đối với tuổi Tân Hợi nữ mạng. Có thể nói là sao không tốt nè, hạn thì huynh tiền đề phòng bình nặng, rồi vận niên thì xạ âm tịnh, chỉ có cái mạng là được tương sinh tốt. Thôi cả dù gì cái mạng được tương sinh thì phúc tinh tài tinh của mình ở trong cái cung mệnh nó sẽ phát huy tác dụng, hy vọng nó sẽ cứu vãn được lại cái bên ngoài, cái tử vi bên ngoài nó nãy giờ mình trình bày. Thì con người ta thì luôn sẽ có cái tử vi ngoại vi và tử vi nội tại, thì mình sẽ xét xem coi là sao cung đặc mệnh và cung xung chiếu của
các chị có phúc tinh tại tinh gì hoặc là phá vào bại tinh gì để mình biết mà mình cẩn thận nó. Cung mệnh của người Tân Hợi trong năm nữ mạng trong năm Canh Tý thì có các sao nè: Thiên Quan, Lưu Niên Văn Tinh, Tuyệt, Đại Hao, Trực Phù. Đây là bộ sao chủ về cái sự hao tốn, đặc biệt có đại hao nhập cung mệnh. Nhưng mà đại hao á, thay vì đi trước tuyệt á, thì cái sự hao tốn nó vẫn không có có nhiều. Tuy nhiên là tuyệt đi rồi xong mới tới đại hao thì mình sẽ nghĩ rằng đó là các chị sẽ phải là một năm ra tiền nữa chứ chưa có thu vô đâu. Một năm này cẩn thận việc phải bỏ tiền ra nhiều. Có thể nói là phải giải quyết cái hậu quả của cái năm trực thể tế năm Kỷ Hợi này. Với Thiên Quan và Lưu Niên Văn Tinh thì cũng là một năm xuất công việc tương đối, tuy nhiên là Lưu Niên Văn Tinh và Thiên Quan lại đi trước tuyệt, mà tuyệt thì nó không có được tốt đẹp. Nó ở trong phúc tinh và tài tinh đó, thì có cái giải thần là chuyên đi ăn, chuyên đi hóa giải cái sao xấu. Thì ngược lại trong phá bại tinh, tuyệt là cũng chuyên gia đi phá, đi coi như là khống chế, đi làm giảm bớt cái sự tốt đẹp của các phúc tinh, thí dụ như Thiên Quan hoặc là Lưu Niên Văn Tinh. Cho nên là báo hiệu là có thể là khởi động một năm thấy mọi việc của mình khởi động nó rất là thuận lợi, nhưng mà càng đi xào sâu cái sự thất bại nó sẽ khó khăn dần dần lên và gây ra hao tốn, đặc biệt có trực phù ha. Rồi đó là cái cung mệnh. Còn cái cung xung chiếu thì có các sao như Nguyệt Đức nè, Lâm Quan, Tiểu Hao, Tử Phù, Kiếp Sát, Phá Toái, nhưng bị tuần án ngữ. Ở đây thì bộ sao này thì chỉ có Nguyệt Đức và Lâm Quan là phúc tinh, còn Tiểu Hao, Tử Phù, Kiếp Sát, Phá Toái là phá vào bại tinh không. Tuy nhiên là bị ông tuần ông án ở phía sau. Tuần hoặc là triệt thì thường là sẽ ông tuần thường là ông sẽ cắt hết tất cả các sao, 50% các sao. Cái sao nào cũng cần biết tốt xấu gì, khi gặp ổng là ổng cái cắt đầu, ổng giảm bớt cái sự hung hại lại. Thì cung xung chiếu có quá nhiều cái sao sao xấu, đặc biệt là có Kiếp Sát và Phá Toái. Đây là cái sao chủ về ra ngoài làm ăn gặp nhiều khó khăn, có người phá hoại. Nếu như mà các chị mà làm ở trong cơ quan hạng xưởng nhà nước thì để ý tiểu nhân đâm sau lưng ha, ngoài mặt nó ngọt ngọt á, nhưng mà nó dìm mình chết luôn á. Có Kiếp Sát đi trước Phá Toái là nó đạp được mình, là nó đạp mình xuống bùn luôn, chứ không phải đơn giản là nó chỉ hạ uy tín mình hay là nó làm cho mình không có đường lên đâu, là nó đạp mình xuống bùn luôn á. Cho nên là cẩn thận một chút. Tuy là được tuần án ngữ thì cái sự hung hại, cái sự mà nếu như mà bị người ta thấy, nó không đến nỗi nào là gây cho mình khó khăn, nhưng mà nhìn là tự mình may mắn hoặc là tự mình là một người tốt này kia thì mình mới không bị hại thôi, chứ còn người ta là giả tâm của cái người đó là muốn đèn mình chết ha. Cho nên là nhớ cẩn thận. Với cái tiểu hao mà đi trong cung xung chiếu thì đây là một trong những cái tài tinh gây hao tốn, cho nên là cẩn thận ở trong cung xung chiếu. Cung xung chiếu là những cái người nhìn mình ha. Rồi tiếp đến là cung nhị hợp. Cung nhị hợp thì có các sao Thiên Khôi, Thiên Trụ, Thiên Mã, Tam Môn, Cô Thần, Phi Liêm, Bệnh. Đây là một trong những cái bộ sao có khá nhiều cái sự khó khăn. Nếu như mình có người thân trong gia đình mà là đàn ông bệnh thì rất dễ dẫn đến tan môn ở trong cái năm này. Đó là điều mà
dễ hiện dễ thấy như được ở trong cái năm như thế này. Tuy nhiên cũng bên cạnh những cái điều xấu có thể là không tốt đẹp, nên nhớ là người đàn ông không phải người đàn bà. Có thiên khôi, thiên trụ, thiên mã thì cái diện đi đứng đi xa của mình, hoặc là mình cũng có được cái phúc của trời ban, cho nên cũng không quá khó khăn. Chỉ là để ý cái tam môn mà cô thần. Tam môn đi với quả tú thì là người nữ, tam môn đi với cô thần là nam ha. Cho nên là để ý những người nam ở trong gia đạo của mình là người lớn đã có bệnh thì cẩn thận một chút vẫn hơn, cho để mất công hồi hối tiếc ha. Đó là cái cung nhị hợp. Rồi cung tam hợp thì có tấu thư, thiếu âm, hồng loan, suy long đức, mộc dục, đà la, nhưng bị trị án ngữ. Tấu thư đi trước thiếu âm và hồng loan. Đây là nếu như mà người nào mà có mong chờ giấy tờ mà có hiện diện mà liên quan đến kết hôn đi Mỹ này kia đó thì rất dễ có cái tin vui ở cái việc này. Giấy tờ trong tấu thư đi trước thiếu âm, cung tam hợp là tin từ phương xa đem đến. Ok, mộc dục đà la thì là một trong những cái sao đem đến điều xấu, tuy nhiên bị triệt ở phía sau cắt bỏ, cho nên là cái sự cung tam hợp cũng không quá nhiều khó khăn gây trở ngại cho mình. Có thể nói rằng đây là một trong những cái sao mình mong chờ, quý nhân giúp đỡ mình, mong chờ cái người tinh phương xa thì nó sẽ xuất hiện, tuy nhiên nó không đem đến tài lộc quá lớn cho mình đâu, đừng mong chờ nhiều. Và hãy để ý vì có đà la cho nên là phải để ý những cái việc xây sát tay chân, có thể là mình sẽ phải xây sát tay chân, đặc biệt là vào tháng 4 và tháng 10, những tháng mà cái sao thổ tú nó hoành hành mạnh. Mình tuy rằng là năm nay không thể mất mạng, tuổi Tân Hợi không thể mất mạng, nữ mạng không mất mạng, nhưng mà cũng sẽ khó khá nhiều khó khăn, coi chừng đề phòng tài chính của mình với cái nạn huỳnh tiền phòng bệnh nặng nữa ha. Rồi đó là cái tử vi, cái các sao ở trong cung mệnh của mình, của người nữ Tân Hợi sinh năm 1971 đô cho cái năm Canh Tý. Bên cạnh những cái việc xấu thì cũng có nhiều mặt tích cực hơn là cái năm bị trực thái tuế với đầy những khó khăn mà mình đã cái người Tân Hợi đã trải qua. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia sẻ tiếp cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý đối với tuổi của mọi người. Xét chung thì như đã nói, thiên can của năm nay không xung không hợp, tân canh cùng hạn, cho nên là có thể nói cái phần công việc trong vận hạn trong 6 tháng đầu năm nó cũng thể hiện điều đó, không quá có nhiều sự chống phá, không quá có nhiều sự khó khăn. Sẽ có tích cực một tí xíu. Rồi đầu tiên hết là tháng giêng của năm Canh Tý 2020, tức là tháng Mậu Dần, tháng Thổ. Mà tháng Thổ thì xét về trụ mạng á, thì là Thổ sinh Kim. Các chị mệnh Kim mà, cho nên là bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe và bổn mạng. Ngoài cái việc mà tốt cho sức khỏe và bổn mạng, phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng hưởng lợi. Tại vì năm Thổ gặp tháng Thổ, mình mệnh Kim chắc chắn mình có lợi. Cho nên là sức khỏe dồi dào không có vấn đề. Ok. Thiên can Mậu Tân thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Mậu thì thuộc Thổ, Tân thì thuộc Kim, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, cho nên tốt, có thể có tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi Dần Hợi, người ta nói Dần Thân Tỵ Hợi, nhưng mà cặp tứ hành xung Dần Hợi này á, nó nằm trong tứ hành xung nhưng thực chất nó là một cặp lục hợp, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo đâu mà còn cho cả những cái mối quan hệ xã hội tình cảm của mình. Cho nên là tháng giêng ngon với mạng tương sinh, địa chi ngũ hợp, thiên can thì được nạp âm ngũ hành tương sinh, cho nên là có thể nói là tháng giêng là một tháng ok khởi sắc ha. Như đã nói ha, đầu năm vô thì êm lắm nhưng mà coi chừng nha, cuối năm là coi chừng nha. Rồi tiếp đến đó là tháng tháng 2 âm lịch của năm Canh Tý là tháng Kỷ Mão, tiếp tục là một tháng Thổ, cho nên là cũng giống tháng Giêng,
với thổ sinh kim, bổn mạng được tương sinh, tốt. À, tốt về bổn mạng, tốt về sức khỏe, không có vấn đề phải lo lắng. Thiên can thì kỷ tân không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như cũng giống như tháng giêng với mậu và kỷ thì thuộc thổ, tân thì thuộc kim, cho nên là nạp âm ngũ hành là tương sinh. Tiếp tục là một tháng có tài lộc ngon lành. Và tháng này cũng khá giống như tháng giêng. Vì sao? Vì tháng 2 là tháng mão, mão mà gặp mùi là thuộc nhóm tam hợp, hợi mão mùi của địa chi. À, ở trên lục hợp, ở dưới là tam hợp, tốt, ok. À, hai tháng này có thể nói là hai tháng khởi động của năm Canh Tý, tốt cho người tân hợi nữ mạng, ok, không có vấn đề. À, tiếp tục là tháng 3 âm lịch, thì tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý là tháng Canh Thìn. À, tháng Canh, năm Canh, à, mình chữ Tân đồng hàng. Bổn mạng tháng Tân, tháng Canh Thìn đó, thì thuộc kim, cho nên mạng là cùng hàng kim, bổn mạng sức khỏe không vấn đề. Thiên can tân canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng tiếp tục giống như là tháng 3 tháng 4, nhưng mà tháng giêng tháng hai tân canh thì thuộc kim hết, cho nên là không được tốt như tháng giêng và tháng hai, nhưng mà cũng không có chống phá gì trong công việc, ok ổn, cũng giống như là mình đã nói nha. Tân canh của cái năm nó cũng sẽ có thể hiện ở trong tháng luôn, nó cũng phải dần dần giống nhau. Năm thì nói không có gì hết, mà tháng là nói tùm lum, chống phá tùm lum là không được. À, rồi, địa chi thìn hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau, cho nên có thể nói ok về gia đạo tình cảm. Tiếp tục là tháng 4 âm lịch, tháng Tân Tỵ. Tháng này là cái sao thổ tú nó hoành hành mạnh, cho nên là phải cẩn thận, nên nhớ là tháng này là nó dễ chặt chém mình lắm. Tuy là cái tháng đó không có đến nỗi nào xấu ở vận hạn, nhưng mà chắc là cái sao thổ tú nó hoành hành mạnh thì nó cũng có sẽ các dụng phụ của nó. Với tháng 4 là tháng Tân Tỵ cũng thuộc kim, mạng cũng sẽ giống như là tháng 3. Kim đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt. Thiên can thì chữ Tân cũng đồng hàng luôn, nhiều hanh thông, tốt cho công việc và tài lộc. Giống tháng 3 ha, ngon ha. Tuy nhiên địa chi với Tỵ hợi là thuộc nhóm lục xung, gia đạo tình cảm sẽ có nhiều buồn phiền, đặc biệt tháng này rất là dễ không tốt đẹp với gia đạo, những chuyện buồn phiền, vì cái sao thổ tú nó hoành hành mạnh lại bị lục xung nữa, chắc chắn là chuyện buồn của gia đình có thể xảy ra. Mình nói ha, là người nam chủ yếu chứ không phải là người nữ. Rồi, đó là tháng 4. Với cái sự lục xung như thế này thì cẩn thận, lục xung nó không chỉ cho gia đạo không đâu nha, lục xung là sáu, lục là sáu, sáu cái xung lần thì nó xung nhiều thứ lắm, chứ không có riêng phần tình cảm không đâu, có khi còn cả cho công việc nữa. Rồi, tiếp đến là tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý, mà tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ. Tháng Nhâm Ngọ thì thuộc mộc, như vậy thì xét về trụ mạng là kim khắc mộc, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Không tốt rồi ha, tới tháng này là thấy bổn mạng mình hơi lung lay chút xíu rồi đó. Thiên can Nhâm Tân thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tân thì thuộc kim, nhâm thì thuộc thủy, cho nên nạp âm ngũ hành là sinh xuất, tháng này coi chừng ra tiền. Công việc có chút xíu khó khăn, tháng 4 nó khó khăn, là tháng 5 là phải có lúa để mà giải quyết cái sự khó khăn trong tháng 4 đó, đúng không? Cẩn thận. Địa chi hợi ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, như vậy thì gia đạo tình cảm sẽ tốt đẹp, không có vấn đề gì. Với cái bổn mạng mà kim khắc mộc như thế này thì phúc tinh và tài tinh sẽ yếu đi, và phá và bại tinh nó hoàn thành nhiều hơn. Mà nên nhớ rằng là năm Canh Tý 2020, nãy giờ em phân tích ở cái cung mệnh, cung xung chiếu các sao này kia, thì thấy là phá và bại tinh nhiều hơn là phúc tinh ha. Cho nên là cũng cẩn thận một tí xíu ở những tháng bị xung bổn mạng của mình. Rồi, tiếp tục là tháng 6. Tháng 6 là tháng Quý Mùi, mà tháng 6 âm lịch là Quý Mùi, tiếp tục là một tháng mộc, cũng giống như tháng 5 với kim khắc mộc, bản mệnh
các tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. À, đây là một cái điều không tốt cho lắm về bổn mạng sức khỏe, đặc biệt là nó ảnh hưởng tới phúc tinh và tài tinh. À, thiên can tân quý thì cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. À, cũng giống như tháng năm, nhâm quý thì thuộc thủy, tân canh thì thuộc kim, cho nên là nạp âm ngũ hành là sinh xuất, cho nên tiếp tục là một tháng coi chừng phải hao tài, nhưng số tiền không quá lớn, hoặc là nó nằm trong khống chế của mình, mình đầu tư nó, mình bỏ tiền ra, mình coi như là đầu tư hay là làm cái gì đó. À, ok. Địa chi mùi hợi thì lại thuộc nhóm tam hợp hợi mão mùi. Người ta nói là dấu hiệu của cái nhiều may mắn, không những cho danh lập, cho gia đạo đâu, mà nó còn cho những cái mối quan hệ xã hội ở trong công việc của mình. Như vậy là tháng này nếu như có gặp rắc rối gì đó thì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, các mối quan hệ của mình sẽ tốt đẹp thôi, không có vấn đề quá to lớn. À, với tháng 6, với mạng bị tương khắc, thiên can thì sinh xuất, cho nên rằng tháng này vẫn phải để ý cái việc hao tài. Tháng này nếu mà cho ai mượn tiền thì cũng nên cho, dù rằng là tháng hợp với mình, tự cho mượn thì cuối năm đòi được đâu nha. Rồi như vậy thì mình đã chia sẻ cho mọi người về cái tử vi của năm Canh Tý 2020, cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của mọi người Tân Hợi sinh năm 1971. Hy vọng rằng những thông tin mình tổng hợp và chia sẻ đến với mọi người, nó sẽ là một cái hành trang nhỏ để các chị ứng dụng vào cuộc sống, mà có cái năm Canh Tý được thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn và có nhiều tài lộc hơn vào năm Kỷ Hợi, một năm trực thái tuế đầy khó khăn và coi như là xung khắc, đúng không? Nếu như mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Ba Tử Vi cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.